có thể xử tử hình kẻ tiếp tay đưa người nhiễm COVID-19 vào Việt Nam không? Những hành vi như vậy, theo quy định của luật hình sự, có thể xem xét đến khung hình phạt tử hình. Trong tình thế đang cấp bách, cả nước căng mình chống dịch COVID-19 như thế này thì cần xử lý nghiêm để răn đe. Đây là quan điểm của đại biểu Bùi Văn Phương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, chia sẻ trước đề nghị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC về việc cần có chế tài thật nặng đối với người nhập cảnh trái phép, xem xét xử lý hình sự đặc biệt đối với những đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép. Đại biểu Bùi Văn Phương nêu, nhập cảnh trái phép là phạm pháp, phải xử lý theo luật. Đặc biệt, đối tượng tiếp tay cho người nhập cảnh có nguy cơ nhiễm bệnh dịch nguy hiểm vào Việt Nam là hành vi vi phạm để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì hành vi đưa người nhiễm COVID-19 vào Việt Nam sẽ gây hậu quả hết sức nặng nề. Trường hợp dịch bệnh lan rộng, vượt tầm kiểm soát thì hậu quả sẽ vô cùng lớn đối với đất nước. Cho nên, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, cảnh tỉnh, buộc những kẻ có ý đồ, tư lợi từ việc đưa người nhập cảnh trái phép trong thời điểm dịch bệnh hoành hành phải biết sợ, phải chùn tay. Nếu khung hình phạt chưa xứng tầm, để ngăn chặn, răn đe thì cần phải điều chỉnh, sửa đổi. Trước ý kiến cho rằng cần xử lý kịch khung hình sự, tử hình đối với những trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép mang mầm bệnh, truyền nhiễm, đại biểu Bùi Văn Phương nhấn mạnh, việc xử các đối tượng này ở khung hình phạt nào phải căn cứ vào hậu quả gây ra. Nếu chúng ta xác định được đúng từ hành vi đó, vi phạm đó dẫn đến hậu quả dịch bệnh lan truyền, gây chết nhiều người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế xã hội của đất nước, thì đó là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Những hành vi như vậy, theo quy định của luật hình sự, có thể xem xét đến khung hình phạt tử hình. Trong tình thế đang cấp bách như này, cần xử lý nghiêm khắc để ngăn chặn, răn đe, đại biểu Bùi Văn Phương nhấn mạnh. 18 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế công bố Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 mới là bệnh nhân 912, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc vào Việt Nam cùng với 7 người khác vào ngày 27 tháng 7 năm 2020. Nhóm người này di chuyển bằng ô tô vào Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7 năm 2020. Ngày 30 tháng 7 năm 2020, nhóm này bị phát hiện và chuyển cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm với nhóm 8 người này 3 lần đều âm tính. Phải lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 4 ngày 12 tháng 8 năm 2020 mới phát hiện một đối tượng dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã đặt ra tình huống nếu trường hợp này không được phát hiện và tiếp tục lẩn trốn trong cộng đồng, thì đó là nguồn lây bệnh mà chúng ta không biết tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây. Và khi đó, công tác phòng chống dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho Thành phố Hồ Chí Minh có dân số lớn và là đầu mối giao lưu của cả nước. Và đây thực sự là nguy cơ của thành phố và cả nước nếu chúng ta không thể phát hiện hết các trường hợp nhập cảnh trái phép, HCDC nêu rõ. Do đó, HCDC đề nghị toàn thể xã hội, cộng đồng và các ngành chức năng cần có biện pháp đấu tranh triệt để nhằm giải quyết vấn đề này, vì nếu bỏ lọt các trường hợp này sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Đồng thời, HCDC kiến nghị cần có chế tài thật nặng đối với nhóm người nhập cảnh trái phép, xem xét xử lý hình sự đặc biệt đối với những đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép. Chúng ta cần ngăn chặn quyết liệt, không để những giọt mồ hôi, nước mắt của bao nhiêu người trong cuộc chiến chống COVID-19 trở thành vô ích chỉ vì vấn đề nhập cảnh trái phép, HCDC nhấn mạnh.